hôm nay là tối 9 tháng 11 2019 nha anh em. Mới về thêm được một bộ sườn cốt sơn L50 và cục máy sơn L50 nha. Cái này là cái bộ hai con này là nó chung một bộ luôn. Này sơn là cái máy này là đầu 41 nha. Máy đời rất cao, đầu 41. Máy là nguyên zin rất là đẹp. Cái này là đã ngày mai ban ngày mình sẽ có cái clip chi tiết về cái sườn cốp này và cái cục máy này luôn. Sườn cốp sơn L này là 3,5 triệu nha anh em. 3,5 triệu cho bộ sườn cốp sơn L zin toàn tập. Tất cả là sơn xi zin rất là đẹp, đúng sơn sơn L50 nha anh em. Mà coi sườn sơn L50 hay không thì cứ coi cái số đầu này nè, đầu 40-41 trở lên là sườn sơn L, đúng sườn sơn L chứ không phải xe đẹp nha. Cây sườn rất là đẹp, 3,5 triệu cho cây sườn sơn L50 đầu 41. Hôm nay là cái cục máy này cũng mới về, nó nằm chung cái bộ sườn đó luôn. Cục máy này là 6,2 triệu nha anh em. Ngày mai mình quay cái clip chi tiết hơn về cái cục máy này. Để ngày mai mình vệ sinh sơ sơ cho nó sạch sạch xí nữa. Để hình ảnh chi tiết hơn. Máy tất nhiên là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt. Bao nổ bao im bao không giọng hú. À, máy này sơn L luôn nha, đầu 41 nè. Anh em thấy số máy là 41032 49 nè. Đó, đầu 41 luôn, nói chung luôn. Cục máy này là 6,2 triệu nha. Máy này nồi cá còn rất là đẹp. Bên trong này mình coi rồi, cái bộ này cái đầu 41 này xài lỗ đầu chùa. Đây, dây sơn L bữa trước mình cũng có nói rồi. Nó sẽ là dây dài, dây rất là dài. Ngày mai mình có hình ảnh chi tiết cục máy này luôn nha. Còn bây giờ tối rồi, mình quay sơ bộ cho anh em tham khảo. Anh em nào có nhu cầu cứ ngày mai alo mình. Máy sơn L 50 6,2 triệu, sườn cốp sơn L 50 3,5 triệu, tất cả là nguyên zin, đúng hàng, rã xe kho nội địa Nhật về.